Chúng ta đã học quá số một số các cái lịch sử Phật giáo các nước. Đặc biệt cái thời gian sau này thì chúng ta đã học có về Phật giáo của các nước Nam Tông, tức như Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bắc Tông nó khác nhau, không giống nhau. Nhưng mà đều mỗi Phật giáo đều có một cái đặc điểm riêng, đều có một điều độc đáo riêng của nó. Mà thầy tin rằng là khi quý vị học, quý vị sẽ nhận ra được điều đó. Phật giáo Lào mặc dù cái bề dày của lịch sử nó không được giống như những đất nước khác, mãi cho đến thế kỷ thứ 14 Phật giáo mới được truyền vào. Xin quý vị học và quý vị biết rồi đó. Đến thời vua Phá Ngâm thôi, khi đó mới được truyền vào. Còn trước đó thì đương nhiên rằng là cũng có đó, có thể có, nhưng mà những cái tư liệu về về đất nước này, thậm chí tư liệu nói chung về đất nước và tư liệu nói riêng về Phật giáo của đất nước này vô cùng hiếm. Thấy không hiểu lý do vì sao, không hiểu lý do vì sao mà rất là hiếm. Cho nên là để nghiên cứu về đất nước này thì phải nói rằng là rất là khó cho những nhà nghiên cứu lịch sử, cho những nhà khảo cổ vân vân này nọ, để người ta họ có thể biết được cái lịch sử của đất nước này. Và trước thế kỷ thứ 14 á, thì cũng có một số hiện hữu của một số các tôn giáo, mà chúng nhất á, đó là cái tín ngưỡng dân gian, thờ ông bà đó này nọ, và không thể tránh khỏi đó là những cái tôn giáo và tín ngưỡng của những đất nước xung quanh, những đất nước láng giềng. Ví dụ như Lào với Campuchia là sát nhau lắm. Thế thì cái thời của Angkor Wat, Angkor Thom, thời của Angkor và những cái ảnh hưởng của quý vị đã học rồi, là trước thế kỷ trước Công nguyên, khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, hoặc là trước Công nguyên một chút á, thì cái phong trào di dân của Ấn Độ bắt đầu đi sang các nước Đông Nam Á, Lào cũng không tránh khỏi, thầy tin là vậy. Nó nằm ở trong cái đường đó, cho nên không tránh khỏi. Thế thì cái tín ngưỡng gọi là Ba La Môn giáo và Ấn Độ giáo đến đất nước này dứt khoát phải có. Thế nhưng đấy là một vài cái gọi là cái biện luận của mình, để mình có thể đưa ra những cái vài biện luận để mà mình nói chuyện thôi, chứ thật sự ra cái chứng cứ thì hiếm quá, không có, hầu như thì rất là hiếm để mà có thể xác chứng những điều này. Nhưng mà vấn đề thầy muốn nói chỗ là có thể là họ sẽ truyền đến đất Lào, nhưng mà những cái tín ngưỡng đó không tồn tại lâu ở trên đất nước này. Thấy không hiểu lý do vì sao. Ví dụ như quý vị, nếu những vị sống ở Lào biết là cái cảnh Đông Chấm đó là cái gì, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời đó. Đó là cái gì mà cả một cái câu hỏi đồ sộ mà cả thế giới cho đến cái thế kỷ thứ 21 này là một cái thế kỷ nó văn minh không tưởng tượng được. Họ có thể dùng tất cả mọi cái để họ có thể là tìm ra để phát hiện được. Cái thế giới của kim tự tháp là một thế giới kỳ bí vô cùng mà người ta không tìm ra được. Thế đó mà cái thế giới của cái gọi là những cái cảnh Đông Chấm của những người chấm như vậy chỉ cũng là những cái câu giả thuyết thôi. Thế đó, cho nên Lào cũng là một cái vương quốc mà phần nó rất là bí ẩn. Nói cho đúng ra là vậy. Có một điều là quý vị biết rằng là khi chúng ta học về Phật giáo đất nước này, chúng ta thấy rằng là tất nhiên đất nước này cũng có những đặc điểm rất là hay, chẳng phải không, khi nói về Phật giáo đất nước này. Phật giáo đất nước này cũng đã từng có Phật giáo của Campuchia truyền sang. Đây là điều không tránh khỏi, bởi vì là một đất nước láng giềng, giống như Thái Lan đã được truyền Phật giáo của Đại, mà Phật giáo Campuchia truyền sáng thì dù muốn dù không, đó là Phật giáo của Đại Thừa, kính thưa quý vị, Phật giáo của thời Angkor, một vương quốc rất hùng mạnh mà Lào không thể nào là một đất nước mà họ không đến được. Xa quá nên làm sao mà không đến được, thưa quý vị, đúng không ạ? Làm sao mà không đến được, cho nên là phải đến, mà phải đến thì những nhà truyền giáo thế nào cũng phải có. Những vị tu sĩ đi theo các vị vua, và thậm chí các vị vua ra lệnh phải truyền bá Phật giáo, thì rõ ràng Phật giáo phải tồn tại trên đất nước đó thôi. Còn điều thú vị
là sau này khi nghiên cứu thì mới thấy rằng là cái Phật giáo của đất nước này lại là Phật giáo Nguyên Thủy. Lại là Phật giáo Nguyên Thủy. Mà cái người mà sáng lập ra Phật giáo đất nước này cũng giống như cái vị thị tổ người sáng lập ra cái đất nước này cũng là một vị vua và cũng là một tín đồ Phật giáo Thuần Thành. Đó là ông Phạm Ngâm, ông Phạm Ngang. Đó, quý vị thấy. Mà ông vua này thì cũng có một cái nhân duyên và nó rất rất là lớn đối với Campuchia, chúng ta đã học rồi. Đó là do vì từ một câu chuyện liên quan đến cái vấn đề gọi là quan hệ bất chính ở trong triều đình. Cuối cùng là cả một cái gia tộc của ông phải chạy sang Campuchia để lãnh nạn. Đó, phải đi qua bên kia lãnh nạn. Nhưng mà từ câu chuyện ông đi sang bên đó lãnh nạn thì cũng may mắn cuối cùng là ông lại là cái người mà truyền Phật giáo và được xem như là vị vua sáng lập ra Vương quốc Lào. Cho nên chúng ta thấy rằng là mọi người sinh ra đều có một sứ mạng. Và sứ mạng của họ đã làm điều gì cho đất nước, cho cuộc đời này. Vua Phạm Ngâm là cái người phải nói rất là đặc biệt đối với đất nước Lào. Cho nên trong những cái đặc điểm ở nơi đây, thì đặc điểm đầu tiên chúng ta thấy rằng là Phật giáo là một cái quốc giáo của đất nước này. Đúng vậy. Thầy đã từng thưa với quý vị điều này. Vì là những cái đất nước, ví dụ như Campuchia là quốc giáo. Campuchia là một cái đất nước mà có Phật giáo số lượng tín đồ lớn nhất thế giới. Và thứ hai là Thái Lan. Lào đứng thứ sáu. Thì đó, trong cái tổng kết của bạn, tổng kết của thế giới, họ cho chúng ta thấy như vậy. Thì cho dù Phật giáo đó là quốc giáo hoặc là chiếm tỷ lệ Phật giáo có lớn như thế nào đi chăng nữa, nhưng liệu Phật giáo ảnh hưởng đến đất nước đó nó như thế nào thì đó cũng là những vấn đề mà lâu nay thầy đã cho quý vị biết. Ví dụ những giáo đoàn truyền giáo đã đến, còn thế kỷ thứ 16, 17 giáo đoàn truyền giáo phương Tây đến những đất nước Đông Nam Á. Trong đó chúng ta đã học về Tích Lan, có những cái cuộc đấu tranh giữa các vị tu sĩ của Phật giáo và với các cái mục sư truyền giáo. Tỷ dụ như trường hợp của ông gọi là Mohotewati đó, chỉ đó cái vị mà một vị cáo tăng mà rất là nổi tiếng đó. Đó. Và rồi thì ở miền Điện cũng vậy, không thể nào tránh khỏi. Mới vừa rồi đây thầy dạy về Phật giáo Thái Lan thì lại là cái trường hợp của vua Narai. Nhưng mà trường hợp vua Narai lại làm một điều khác, cũng là câu chuyện của những nhà truyền giáo. Nhưng mà quý vị biết rằng là vua Narai là nghĩ rằng là có thể nhờ bàn tay của người Pháp để mà đè bẹp cái người Hà Lan. Bởi vì người Hà Lan đến đất nước Thái Lan, dùng họ bắt phải ký những điều ước vô cùng khó khăn, vô cùng coi như là thiệt thòi cho Thái Lan. Cho nên ông Narai này ông bực cái mình lắm. Ông tức khó chịu nhưng mà ông làm chứ được, vì là một đất nước nhược tiểu. Nó bắt buộc phải thần phục. Cho nên sẵn dịp những cái giáo đoàn của Pháp bắt đầu khi đến để truyền giáo ở tại Thái Lan á, thì ông vô Narai ông nói nghĩ rằng là có thể là mượn bàn tay của Pháp để mà thống trị, để mà đè bẹp Hà Lan. Mà đúng, Hà Lan thì yếu thua Pháp, cho nên quý vị thấy rằng là khi mà Pháp xuất hiện thì Hà Lan phải rụt lui. Nhưng mà cũng giống như câu chuyện của Tích Lan thôi, là thoát ra khỏi cái ách của Hà Lan, thoát ra khỏi cái ách của Tây Ban Nha, thì kính thưa quý vị, là chung vào trong cái ách của Pháp, đúng không? Đó. Hẳn khác, và thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó. Cho nên là vua Narai thấy như vậy mừng quá, mới cho những nhà truyền giáo của Pháp á, là cứ đi vào trong nước để mà truyền bá thoải mái, thậm chí mở ra các giáo đường, các trường học, các bệnh viện cho mở thoải mái. Và cuối cùng đó là gì? Đó là một cái sự phải nói rằng là thất bại ê chề trong cái chính sách của ông. Để rồi coi như là tôn giáo cũng bị đàn áp, Phật giáo cũng bị coi như là biết bao nhiêu cái công kích
những làn sóng mà họ đánh chiếm dữ dội. Đó. Trở lại vấn đề, thầy nói điều đó để nói điều này. Đất nước, trong những lịch sử thầy dạy, thì thầy thấy hai đất nước vô cùng quan trọng mà nó lồ lên một cái điều nổi bật nhất mà quý vị nên để ý. Đó là, thứ nhất là Campuchia, thứ hai là Lào. Những sứ đoàn truyền giáo đến rồi họ buộc phải ra đi thôi, đúng không? Đó là điều tuyệt vời. Phật giáo đã đóng vai trò gì và giáo hội những vị tu tập họ đã ảnh hưởng như thế nào? Đó là điều mình thấy rằng là rất là hay, rất là thú vị. Và những cái câu chuyện của Phật giáo thế giới nó cho chúng ta quá nhiều cái kinh nghiệm, quá nhiều bài học để chúng ta thấy được rằng là người dân họ đã như thế nào. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là với Việt Nam chúng ta thì thậm chí là bây giờ đây chúng ta đứng thứ mấy thế giới, đứng thứ 15, 16 thế giới. Nếu nói về tín đồ, đâu phải mình đứng thứ nhất, thứ hai đâu. Đó. Cho nên vì vậy mà khi học đến cái lịch sử Phật giáo đất nước Lào, mặc dù đó là một đất nước nhỏ, nhưng mà ngay từ đầu thầy về thưa với quý vị, thật sự thầy có cảm tình về người Lào. Khi xem những cái clip trên YouTube vân vân này nọ, và em của thầy là cái người mà thường sang du lịch dẫn những phái đoàn sang Lào, nó nói tiếng Lào bóc bóc à. Nhưng mà nó cũng nói là người Lào dễ thương lắm thầy ơi. Người Lào dễ thương lắm, họ rất là chân chất, họ dễ thương lắm, vân vân này nọ. Thì bây giờ đấy thầy có dịp để mà tiếp xúc và coi như là dạy về nước Lào, dạy về Phật giáo của Lào, mình mới công nhận cái điều đó. Cho nên Phật giáo đã đóng vai trò gì và đã đem lại cái điều gì cho đất nước, cho những con người như vậy? Đó là vấn đề quan trọng. Cho nên cái đặc điểm đầu tiên của Phật giáo Lào là Phật giáo này là một quốc giáo của đất nước này. Khi mà một Phật giáo trở thành một quốc giáo thì kính thưa quý vị, mọi cái đều phải được dưới sự chỉ đạo của các bậc cao đức lấy soi rọi cái giáo lý Phật giáo đó để mà hướng dẫn, để mà lãnh đạo đất nước. Đó. Cái đó mới được gọi là quốc giáo. Thứ hai là Phật giáo đầu tiên được truyền từ Campuchia sang Lào, đó chính là Phật giáo Nguyên Thủy. Cái bằng chứng rất rõ ràng, chúng ta cũng có thể biết được rằng là Phật giáo được truyền từ Campuchia sang. Nhưng mà may mắn thấy là cái thời của vua Pha Ngâm, cái vua Campuchia lúc đó, sự của Phật giáo Lào cũng ghi, mà sự Phật giáo Campuchia cũng không ghi vì này là ai. À mà rất là thầy không hiểu nổi. Thầy không hiểu được, mình có thể truy ra được chứ. Thầy cũng tìm cách thầy truy ra, nhưng mà mình vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng mà tại vì sao lịch sử không khẳng định cái vị vua của Campuchia đương thời là ai? Cái người đã từng bảo trợ nhận có như là vua Pha Ngâm làm con nuôi. Đó. Là vị vua nào? Mà cái vị này á, may mắn thay, cái lúc mà vị này đang trụ trì, cái vị vua Campuchia đang trì vì á, lại là cái lúc Phật giáo Nguyên Thủy đã thật sự chuyển hóa và thống trị đất nước Campuchia, chứ không phải là Phật giáo Đại Thừa. Cho nên vì vậy ông mới tặng cho một tượng Phật. Và cái tư tưởng cũng là nhân duyên, mình nghĩ đấy là một nhân duyên của Phật giáo, thì cũng là một nhân duyên để rồi từ đó vua Pha Ngâm mới mang tất cả những tư tưởng, tất cả những giá trị đó truyền về cho đất nước này. Và đương nhiên cái nàng gọi là nàng Kiều Lạc là công chúa của Campuchia mà vua của Campuchia đã gả cho vua Pha Ngâm. Nàng công chúa đó lại là một tín đồ Phật giáo rất thuần thành. Cái câu chuyện làm cho chúng ta nhớ đến câu chuyện của Trung Quốc đối với Phật giáo Tây Tạng, phải không thưa quý vị? Những cái cuộc hòa thân rất là vĩ đại. Những cuộc hòa thân mang cả một sự mang vĩ đại, giống như cái trường hợp Huyền Trân công chúa Việt Nam chúng ta thôi. Đó. Thì vì vậy cho nên là trở lại vấn đề, chúng ta mới thấy được rằng là buổi ban đầu khi Phật giáo đến với đất nước Lào, kính thưa quý vị, đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà nó khác với những Phật giáo những đất nước khác, đó là gì? Buổi ban đầu được truyền bá như vậy, nhưng mà nó khác ở Miến Điện.
khác ở Tích Lan là trong quá trình truyền bá thì rõ ràng vẫn có những cái Phật giáo khác. Ví dụ như Tích Lan có Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo của Thiền Tông, rồi thậm chí có luôn cả Phật giáo Mật Tông truyền vào. Cho nên có những cuộc xung đột, có những cuộc luận tranh vân vân này nó xảy ra. Quý vị thấy đó. Nhưng với Phật giáo của Lào thì từ khi truyền vào Phật giáo Nguyên Thủy cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên Phật giáo Nguyên Thủy, không gì thay đổi. Hả? Có một điều mình thấy thú vị nữa là có lẽ ở trong đất nước Lào nó không có, đối với Phật giáo Lào nói riêng và đất nước Lào nói chung, không có những biến động gì lớn. Hả? Vì vậy cho nên nó đất nước nó bình yên và đất nước nó cũng yên bình rồi thì coi như Phật giáo cũng nhờ vào sự yên bình đó mà tồn tại tốt đẹp. Đặc điểm thứ ba của Phật giáo Lào đó là vua Pha Ngâm lòng vị thị tổ kiến quốc Lào và cũng là người có công trong việc làm cho Phật giáo được truyền vào Lào thông qua người vợ là công chúa Kéo Lót, tất nhiên là Kiều Lạc. Đặc điểm thứ tư, vua Campuchia đã ban tặng cho vua Pha Ngâm tượng Phật bằng vàng trấn quý tên gọi là Bột Lạp Lan hay là Phra Băng. Đó, đây là một cái tên gọi mà quý vị biết rằng là nó đi vào lịch sử. Nó hoàn toàn đi vào lịch sử. Và nó không hề có một chút gì thay đổi. Và đúng, một cái câu chuyện vô cùng là rất là lịch sử, đánh dấu mối quan hệ giữa hai nước Lào và Campuchia. Và rồi cũng từ đó đánh dấu mối quan hệ rất thâm khắc giữa hai nền Phật giáo của Campuchia và của Lào. Đó, cho nên là cái tượng Phật này là linh hồn của hai nước, đứng vào cùng một nước. Bởi vậy cho nên cái tượng Phật này được đặt có một cái tên gọi Prabang. Vì vậy sau này mới có một cái thành phố rất nổi tiếng đó là Luang Prabang, quý vị thấy. Và pho tượng này trở thành một quốc bảo của Lào, được gọi là Phật Hộ Quốc hay là Bảo Vật Trấn Quốc. Chúng ta đã học Phật giáo ở các nước, Phật Hộ Quốc. Ví dụ như bản kinh về Phật Hộ Quốc có. Rồi thì cái tượng Phật mà Hộ Quốc cũng có. Hay là đây là bảo vật trấn quốc. Nếu nói là bảo vật trấn quốc thì phải nói hiểm. Hầu như những đất nước Phật giáo mà dùng tượng Phật như là bảo vật trấn quốc là hiểm. Hầu như hiểm. Và có lẽ đất nước Lào mới có cái này. Đó. Thì đây là một đặc điểm rất nổi bật của Phật giáo Lào. Đến năm 1359 thế kỷ thứ 14, trưởng lão Mahabhasamanda đã cùng một phái đoàn bắt đầu rời vương triều Campuchia nhắm hướng Lào mà xuất phát, đánh dấu thời điểm Phật giáo được truyền đến đất Lào. Phật giáo của Trung Hoa được truyền đến khoảng đầu thế kỷ Công Nguyên. Phật giáo Việt Nam theo nghiên cứu trước Công Nguyên. Phật giáo Nhật Bản thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên. Phật giáo Hàn Quốc cũng khoảng thời điểm đó. Thế thì khoảng trước Công Nguyên hoặc sau Công Nguyên á, những cái đất nước mà xung quanh Phật giáo đã được truyền. Nhưng có một điều là Phật giáo Lào mãi đến thế kỷ thứ 14 mới được truyền, quý vị thấy đó. Phật giáo Campuchia cũng trước Công Nguyên mà. Phật giáo Thái Lan theo nghiên cứu cũng trước Công Nguyên. À, mà Phật giáo Lào có một cái điều là cho đến bây giờ thầy vẫn đang thắc mắc cái chuyện này. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta vẫn chưa có được một bằng chứng, chứ đâu còn cái gì để. Bởi vì sách vở và những bài viết nghiên cứu về đất nước này nó vẫn không đề cập đến những điều đó. Và không có gì để đề cập cả. Không có một cái bằng chứng nào để đề cập. Cho nên cuối cùng mình chúng ta phải chấp nhận với những gì trong hiện tại là thế kỷ thứ 14 thì Phật giáo được truyền vào đất nước này. Cho nên ít nhất kiến thức quý vị, nếu ai có hỏi quý vị đã học về Phật giáo Lào rồi, vì mấy đất nước xung quanh là thế kỷ thứ 2, thứ 3, thế thì Phật giáo Lào được truyền vào thế kỷ thứ nào thì quý vị cũng xin hoan hỷ trả lời giúp cho là thế kỷ thứ 14 thôi. Đó. Nhưng ít nhất
được truyền đến rất trễ. Phật giáo được truyền đến rất trễ. Nhưng kính thưa quý vị, những lời dạy của Đức Phật và cái hình tượng và những giá trị của Phật giáo đã đi sâu vào trong lòng người, rất sâu. Đó, cái đó mới giá trị. Đó. Cho nên ở đây, đó là cái đặc điểm thứ năm mà Thầy xin thưa rằng là khoảng thế kỷ thứ 14 thì Phật giáo được truyền từ Campuchia sang Lào. Đặc điểm thứ sáu là vua Sayana Chakrapat là người có tín tâm mạnh liệt và đóng góp lớn cho Phật giáo của Vương quốc Lào thế kỷ thứ 15. Và vua này được ban cho danh hiệu là Chuyện Luân Thánh Vương. Chuyện Luân Thánh Vương là một ngôn ngữ của Phật giáo Ấn Độ. Nói cho đúng là vậy. Là ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhưng mà khi Phật giáo được truyền đến những đất nước xung quanh, và khi mà người ta họ có những cái gọi là đóng góp lớn cho Phật giáo, thì rõ ràng rằng người ta vẫn dùng những ngôn ngữ này để mà kính ngưỡng, để mà gọi là để tôn vinh những người có người đó. Quý vị đã học về Phật giáo của Campuchia rồi, và chúng ta cũng đã biết rằng là có những vị vua mà người ta gọi vì đó là người hướng đến Niết Bàn, đúng không? Đó. Cho nên phải nói rằng là người ta họ dùng những ngôn ngữ rất đặc biệt mà thậm chí Phật giáo Đại Thừa không có, hình như chưa hề dùng đến nữa. Đó. Cho nên cái ngôn ngữ mà Chuyện Luân Thánh Vương này, khi dùng đến ngôn ngữ này cũng phải chuyện nói ngó. Không, cũng phải chuyện nói ngó được. Mà đấy là một sự thật. Và qua ngôn ngữ này không thôi á, thì chúng ta đã cũng biết được rằng Chuyện Luân là chi? Là chuyện là xoay vần cái bánh xe Pháp. Mà ông vua đó được gọi là Thánh Vương, là ông vua thánh. Ông vua mà trở thành như là bậc thánh. Thế thì vì vua này phải là có người như thế nào? Thứ nhất là ông phải có đạo đức, ông phải có cái trình độ rồi, là một chuyện, đó là thể học, thể gian. Nhưng mà ông vua này phải có tu tập, để rồi cuối cùng ông có một cái đạo đức lớn, cống hiến cho tất cả mọi người, khi đó mới được tôn vinh thành một bậc thánh chứ phải không? Mà cái ông vua mà làm một vị thánh vương đó là cái gì? Là cái người dùng bánh trái pháp để mà chuyện vần, để mà cho những lời dạy của Phật giáo, những giá trị Phật giáo đi vào cuộc đời, đi đến với mọi người. Cho nên mới được gọi là cái bánh xe mà đứng một chỗ ở đâu phải là chuyện đâu, đúng không? Phải không? Chúng ta đê chiếc xe và chúng ta chạy, khi đó mới được gọi là xe chạy, đúng không? Còn không xe đứng, hẳn phải là chuyện. Nhưng mà đây gọi là chuyện luôn, là chuyện bánh xe. Bánh xe phải vận hành, phải chạy. Cho nên những ngôn ngữ người ta dùng như thế này nó vô cùng hay. Và bên tiếng Pali gọi là Chakravarti, gọi là Chuyện Luân Thánh Vương. À. Và cho nên là ở nơi đây thì cái sự cống hiến và đóng góp về của ông vua này đối với Phật giáo của Campuchia nó như thế nào á, đối Phật giáo Lào nó như thế nào á, thì phải nói là thông tin cũng ít. Nhưng mà thông tin ít đi chăng nữa, nhưng mà khi nghe cái từ mà ông được gọi tôn kính, tôn xưng là Chuyện Luân Thánh Vương, thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là sự cống hiến và đóng góp của ông về mặt vật chất cũng giống tâm linh đối Phật giáo nó vĩ đại. Để rồi ông mới có được cái tên gọi như vậy, không phải bình thường. Thứ bảy, dưới thời vua Visun, chư tăng Lào đã phổ biến rộng khắp kinh Bản Sanh Jataka bằng ngôn ngữ địa phương. Rồi, ngang đây thầy xin thưa. Cái kinh mà Jataka, quý vị biết rằng là cái kinh gì? Kinh về những kể về những câu chuyện tiền sanh của Đức Phật. Những câu chuyện đó là những câu chuyện mà nó mang tính giáo dục về đạo đức vô cùng quan trọng. Mà kính thưa quý vị, với những đất nước của Phật giáo Nam Tông á, thì ở trong chùa,
ở các nơi như hành lang hoặc là tên các cái bức tường vân vân này nọ thì đều có vẽ hình ảnh của những câu chuyện đó. Đó. Để cho người ta nhìn vào, người ta thấy ô, cái này hay quá, bắt đầu họ tìm, họ đọc hoặc là nhìn thấy tí dù như là câu chuyện của là cặp mắt thái tử Câu Na La hoặc biết bao nhiêu những câu chuyện mà trong đó nó giáo dục con người là phải sống cho có đạo đức, phải sống biết nhân quả, phải biết làm lành, phải biết tránh dữ vân vân. Thì cho nên cái câu chuyện cái kinh bản sanh đối với đương nhiên kinh bản sanh này cái bản của Phật giáo Đại thừa vẫn có, nhưng mà bản gốc Jataka mà bản của bằng tiếng mà Pali ấy, kính thưa quý vị, bản này là bản gốc của bằng tiếng Pali thì bên Phật giáo Nguyên Thủy ấy, rất xem trọng cái bản này. Thì đối với Lào á, tất nhiên khi kinh này á mà đến những đất nước Phật giáo Nam Tông á thì đương nhiên mọi người đều kính trọng, mọi người đều là quý. Quý vị nhớ là có nhiều bản kinh người ta chỉ đọc một lần, nhưng mà cũng có những bản kinh người ta đọc hoài, đọc mãi và thậm chí đem ra sử dụng, phải không? Thì kinh bản sanh đối với Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy. Những câu chuyện trong đó người ta đem ra để kể cho chư Tăng nghe, kể cho Phật tử nghe. Thậm chí những câu chuyện đó, những người Phật tử học thuộc đem về kể cho con mình nghe, và thậm chí trong những lúc ru con ngủ vẫn đọc cho con nghe. Đó. Cho nên vì vậy mà nó thú vị ở chỗ là chư Tăng của Lào, không phải là các học giả Lào nghe, nhớ. Mà chư Tăng của Lào đã phổ biến rộng khắp cái bản kinh này bằng ngôn ngữ địa phương. Có nghĩa là bản kinh này gốc của nó bằng tiếng Pali. Khi được truyền sang Lào thì phải nói đầu tiên đó là tiếng Pali cái đó. Nhưng mà nếu nói rằng các vị họ đã phổ biến bản kinh này bằng tiếng địa phương, có nghĩa bằng tiếng Lào, thì ít nhất họ phải rất giỏi và rất rành về tiếng Pali. Họ phải chuyển dịch sang cái đó. Và họ, các vị đó phải biết được rằng nội dung nó như thế nào, phải thấm ở trong đó, rồi đem những nội dung đó ra kể cho người ta nghe, diễn dịch, giải thích vân vân này nọ, để rồi từ đó mới có thể phổ biến rộng khắp bản kinh này, phải không thưa quý vị? Nó phải qua nhiều giai đoạn, không phải đơn giản. Bên cạnh đó, cái điều thứ hai, đó là các tu sĩ Lào lại sáng tác bằng tiếng Lào bộ Ngũ Quyển Thư, một tập ngụ ngôn theo thể văn bần của cổ Ấn Độ gồm những câu chuyện về loài vật bằng tiếng Sanskrit, và bộ Ramayana, một sử thi cổ đại viết dở dàng trường ca bằng tiếng Sanskrit. Ở đây nói lên điều gì? Đó là các vị tu sĩ Lào bên cạnh tiếng Pali, bên cạnh cái ngôn ngữ của Phật giáo Nguyên Thủy, họ lại còn biết luôn cả tiếng Sanskrit. Mà tiếng Sanskrit là ngôn ngữ của Phật giáo Đại thừa, thưa quý vị. Và ở đây cho chúng ta thêm một thông tin nữa là gì biểu? Là Ấn Độ giáo và Bà Đa Môn giáo có ảnh hưởng không ít đối với Phật giáo Lào, bởi vì cái bộ gọi là sự thi Ramayana này là của Ấn Độ giáo, hiểu không ạ? Và những ngôn ngữ đó phải được viết bằng tiếng Sanskrit. Quý vị thấy. Cho nên các vị tu sĩ Lào để mà phổ biến Phật giáo thì bên cạnh đó những cái mà mang tính mà dân gian vẫn có mang tính đạo đức để mà giáo dục con người, các vị đó vẫn làm. Đó, chẳng phải là giới hạn trong cái kinh sách của Phật giáo. Điều thứ 8, đó là trong thời gian tại vì vua Phothisarat đã ra sắc lệnh bài trừ tín ngưỡng thần linh và cho xây dựng chùa chiền ngay ở trên các miếu thờ thần linh này. Thì cái việc này thưa quý vị, đây cũng là một cái điều mà phải nói rằng là những vị vua này họ có một cái chánh tín, có một niềm tin rất là đúng đắn đối với Phật giáo, họ có một cái chánh tín rõ ràng. Và những cái tín ngưỡng mà mang tính thần linh đó là những cái mà nhiều khi nó mang cái tính mê tín quá lớn, làm cho con người đi sai con đường. Mà cái đấy là một sự thật, quý vị nhớ giúp cho là đôi khi trong cái quy y chúng ta có quy Phật, không y quy thiên thần quỷ vật, đúng không? Nhưng mà cũng có người
Một phần thì tin Phật, nhưng còn một phần có như tin đủ chuyện cả. Chứ không phải không đâu. Mà nhiều khi mình lại không, mình không nhận ra được điều đó. Mình vẫn cho như vậy là đúng. Đó. Khổ một cái là đến khi mình có việc chí, mình lại không hoàn toàn tin vào, vào Phật, tin vào năng lượng của Phật, tin vào năng lượng tu tập của mình, mà mình lại đi cầu thánh, cầu đồ đủ thử cả. Đó, quý vị thấy. Mà như vậy cuối cùng bỗng nhiên thôi, có một cái gì đó mà tình cờ hoặc là nó mang tính trùng hợp ngẫu nhiên, để rồi một cái vị thánh nào đó mà ban ơn, ban phước gì đó để cho cái sự việc nó được thành tựu, để cho con cái mình được bớt bệnh, thì thôi tôi nói mình tin Phật, nghĩ theo tin vị đó. Đó. Cho nên quý vị nhớ rằng là từ ngàn xưa các vị vua, quý vị nhớ rằng là thời buổi này là thời buổi của thế kỷ 21, thời buổi của email, internet, chúng ta có đầy đủ hết tất cả. Cái gì chúng ta cũng có thể biết được hết. Thế đó mà quý vị thấy rằng là ngay cả tỷ dụ như ngay cả Mỹ ở đây, họ có những chương trình họ chiếu, họ đặt những cái camera ở các góc. Tỷ dụ có những gia đình họ thấy họ biết là có ma, hoặc là họ nghĩ là có ma, họ tới họ nhờ chương trình đó đặt cả camera quay, và camera đã phát hiện ra những hình ảnh của cả cái vị mà khuất mặt đó. Quý vị có xem chương trình đó không? Có phải không? Có đó. Có nghĩa là những thế giới đó đã có hết rồi đó. Chứ không phải không đâu. Bên cạnh của chúng ta vẫn có những thế giới đó. Và văn minh phương Tây này đã phát hiện ra. Thì đấy là thế giới của ngày nay. Mà ngày xưa quý vị biết là cái thời thế kỷ thứ 30, 45 này này. Những ông vua này, ông đã là tin tưởng vào những lời dạy của Đức Phật để bài bác cái chuyện là thần linh rồi đó. Thì thời đó nó đã bài bạc rồi đó, chứ không phải là thời bây giờ. Đó. Cho nên vì vậy mà những cái điều như thế này chúng ta học không phải là chúng ta học bình thường, mà chúng ta học để nhìn lại mình, xem có tự mình đang còn tin thần linh không. Phải không? Thầy nói được có đúng không đó nè. Đó. À, thầy dạy cho hung xong rồi, quý vị về, quý vị tin thần linh, người ta sẽ đến nói thầy, thầy dạy rồi làm được rồi. Phật tử nó học lớp thầy, con tín thần linh để đi cũng bãi đủ chuyện kìa. Đó. Quý vị thấy đó. Cho nên á, cái vấn đề là quan trọng ở chỗ là gì? Những cái điều như thế này là một cái sự thật, mà là một sự thật mang tính lịch sử. Nhưng bên cạnh đó là những cái gì? Những hồi chuông để cho chúng ta biết được rằng là bây giờ chúng ta đang ở cái góc độ nào, chúng ta đang như thế nào, và chúng ta nên phải như thế nào. Đó. Trở lại vấn đề, đối với những vị vua, tỷ dụ như ông Phô-tê-sa-rát, nói thật sự, ngày xưa khi mà con người họ chưa có văn minh hiện đại, thì tất cả những hiện tượng tự nhiên họ đều tin ghê gớm lắm, phải không? Tin dữ lắm. Chẳng phải duy lý giống bây giờ đâu. Nó tín dữ lắm. Thế đó mà quý vị thấy rằng là dưới ánh sáng của Phật Pháp, dưới một cái đức tín mạnh liệt của Phật giáo, những ông vua như thế này, ông đã ra lệnh bài trừ tín ngưỡng thần linh. Và thậm chí những cái đền thờ, những cái gì đó mà, những miếu thờ thần linh, ông dẹp bỏ hết tất cả và cho xây dựng chùa chiền ngay trên đền thờ đó. Đây là việc làm không phải bình thường. Đấy là việc làm phải bình thường. Mà nếu như một ông vua không làm được thì làm sao mà thần dân làm được chứ? Phải không thưa quý vị? Đó. Điều thứ 9. Dưới thời vua Sulinna Vongsa, ông đã đề xướng vấn đề sửa đổi chính trị và đồng thời xem trọng vai trò tôn giáo. Vì vậy đã làm cho Lào trở thành một trung tâm Phật giáo của Đông Nam Á, tạo một ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận không ít, chứ vì xuất gia người Thái và Campuchia đã sang học tập ở Viêng Chăn. Đấy cũng là một điểm nổi bật của Phật giáo Lào. Bởi vì đã một thời, dưới thời trị vì của ông vua này, thì Phật giáo Lào trở thành như là một trung tâm điểm, không phải của đất nước họ,
mà của cả cái vùng Đông Nam Á. Phật giáo các nước đã phải đến đó để học. Đó. Cho nên phải nói rằng là cho dù là Phật giáo được truyền bá đến chậm đó, nhưng Phật giáo đã thực sự phát triển cắm sâu gốc rễ và đã nở hoa rực rỡ cho cả một cái đất nước Lào và cho những đất nước xung quanh như vậy. Cho nên là chư tăng của các nước mới đến đó mà học chứ. Điểm thứ 10, đó là vào thời vua này, John Maria Leria người Ý đã từng thử truyền bá Thiên Chúa giáo vào Lào, nhưng bị tín đồ Phật giáo nước này phản đối kịch liệt nên không thành công. Quý vị thấy, đây cũng là một điểm nổi bật của Phật giáo Lào. Bởi vì là những cái sự việc như thế này là cái điều mà quý vị thấy rằng là cũng là điều người ta cũng cân nhắc lắm khi mà họ đưa vào để mình có thể mình đọc được điều này. Không phải dễ đâu. Thậm chí người ta cũng có thể che giấu điều này, đúng không? Bởi vì điều này nó đọc ra thấy cũng thú vị, nhưng mà nó đôi khi nó không hay. Thế đó mà chúng ta từ những sự việc, sự thật như vậy, chúng ta mới thấy được rằng là cái niềm tin của người Lào đối với Phật giáo mạnh liệt vô cùng. Họ mạnh liệt vô cùng. Và được xem như là bất khả xâm phạm. Đó. Đặc điểm số 11. Giáo dục theo hình thức cụ xưa nay của Lào, chùa chiền chính là trung tâm tín ngưỡng Phật, tôn giáo, cũng là nơi người dân tiếp thu giáo dục. Ngôi chùa là trường học, vì trụ trì là hiệu trưởng, tăng chúng là thầy dạy, có chương trình quy định rõ ràng từ càn đến sâu, chuyên dạy về những đề mục liên quan đến giáo lý Phật giáo, cũng giống như đạo đức luân lý. Tất cả đều giống như trường hợp các nước lân bang như Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, v.v. Đúng vậy. Cả một cái dạy hệ thống của những cái đất nước Phật giáo, những đất nước mà Phật giáo nguyên thủy. Và đương nhiên, bên cạnh đó, Phật giáo của Đại Thừa cũng vậy. Họ có những hệ thống giáo dục rất là vững. Mà kính thưa quý vị, đây là một hệ thống giáo dục của chùa chiền. Cho nên con người gắn sát với chùa, gắn rất sát với chùa. Bởi vậy cho nên thầy mình thưa với quý vị là Ngài Huyền Không, Ngài dùng hai câu thơ rất hay: mãi chùa che chở hồn dân tộc. Bởi vì nơi đó nó tập trung hết tất cả những cái giá trị trong đó. Những trẻ em của Lào nó lớn lên không phải đến cái trường bình thường để học, mà nó phải đến chùa để chi? Một phần là học giáo lý, nhưng cái quan trọng là học tất cả những cái hệ thống giáo dục mà nằm trong đó. Thì rõ ràng rằng là quý vị biết rằng một người mà bây giờ đấy chúng ta đi ra ngoài cái gọi là cái chợ mà chợ cá, thì khi mình đi về người mình sẽ hôi mùi cá, đúng không? Nhưng chúng ta đi vào trong một cái tiệm hóa thì chúng ta bước ra người mình sẽ thơm mùi hoa, đúng không? Thì cho nên cho các em nhỏ mà vào trong những cái môi trường như vậy thì rõ ràng rằng cái huấn tập về đạo đức, huấn tập về tất cả những tinh hoa giá trị của một cái nếp sống đạo đức của con người thì đó là cái điều vô cùng quan trọng. Ở những cái đất nước mà người ta cho rằng là chỉ cần vào tu thử thôi, ngút trong khoảng thời gian thôi, người đó ra trở thành một con người đạo đức rõ ràng, con người có giá trị cho cuộc sống, cho cuộc đời này. Quý vị thấy, những quan điểm nó hoàn toàn khác với Phật giáo Đại Thừa. Đấy. Cho nên khi chúng ta học những điều này, chúng ta mới thấy được rằng là cái Phật giáo nguyên thủy nó có những điều rất hay, rất thú vị. Thì trở lại vấn đề thầy muốn nói rằng là cái trường học đối với cái Phật giáo Lào nói riêng và đối với Phật giáo của các đất nước Phật giáo nguyên thủy, thì đây là một cái nơi nó tập trung tất cả những tinh hoa về giá trị. Để gì? Để giáo dục con người. Đó. Đặc điểm số 12 là nhằm mục đích phá vỡ sự thống trị về giáo dục chùa chiền theo kiểu Thái trong khu vực, và sử dụng Phật giáo Lào Khmer để tăng cường sự kiểm soát thực dân. Người Pháp đã lập ra các học viện để đào tạo tu sĩ Phật giáo dưới sự bảo trợ của Pháp Quốc Viện Đông Học Viện, tất nhiên là Viện Viện Đông Bắc Cổ. Thì rõ ràng đúng vậy, thưa quý vị.
cái mục đích mà của những nhà truyền giáo và những người nước ngoài mà đến những đất nước Phật giáo đó, thì kính thưa quý vị, họ muốn thống trị cái đất nước đó, thì trước hết họ phải control, họ thống trị cái tôn giáo của đất nước đó. Cho nên vì vậy mà họ phải đánh trước hết là đánh vào cái Phật giáo đầu tiên cái đó. Mà muốn đánh vào Phật giáo thì họ phải đánh thẳng vào cái hệ thống giáo dục của Phật giáo. Họ phải làm phá vỡ đi cái đó đi á, thì khi đó dần dần niềm tin người ta mới thay đổi. Đó. Và điều đó là cái điều mà những nhà truyền giáo họ phải thấy. Đặc điểm số 13 là người Lào cũng có phong tục giống như người Thái, Miến Điện, Campuchia. Thời gian thanh thiếu niên, các em nam bất luận là quý tộc hay thường dân đều phải tuân thủ tập tục một lần vào chùa xuất gia, nghiên cứu kinh điển Phật giáo và giữ gìn giới luật. Trong thời gian xuất gia dài hay ngắn, hoặc tu suốt cả đời, đều tùy vào sự tự nguyện của mỗi cá nhân. Đúng vậy. Thì đấy cũng là một cái đặc điểm không phải của Lào, mà kính thưa quý vị, đối với những đất nước Phật giáo nguyên thủy. Đặc điểm số 14, tổ chức tăng đoàn Phật giáo Lào vốn mô phỏng theo chế độ tăng già của Thái Lan. Từ vị tăng vương đến tăng quan, cả cấp tịnh, huyền, thôn, từ viện đều thêm vào để tiền việc thống nhất quản lý. Đó, thì họ có những cảm khề thống tỏa quản lý từ đầu chỉ đuối như vậy đó. Đặc điểm số 15 là theo truyền thống thì tăng đoàn Lào phân thành hai phái chính, đó là Mahanikay và Thammayut. Thì vâng, kính thưa quý vị, cái mối quan hệ và ảnh hưởng của Phật giáo Lào đối với Campuchia đương nhiên, nhưng mà đối với Thái cũng rất là lớn. Bởi vì trong cái Phật giáo Lào, khi chúng ta học, chúng ta mới thấy được một điều rằng là Thái Lan đã từng thống trị đất nước Lào. Và đương nhiên quý vị biết rằng là mới vừa rồi thầy cũng mới dạy về Phật giáo của Thái Lan, thì thế kỷ thứ 18, vua của Campuchia, vua của Tích Lan đã cử cái sứ đoàn sang Thái Lan để xin tăng đoàn, cầu xin tăng đoàn của Thái Lan cho một phái đoàn sang để mà gọi là phục hồi lại cái truyền thống thọ giới tại đất nước Tích Lan đó. Và vì vậy mà cái giáo phải gọi là Xiêm Lá, Siam Nikaya là giáo phái Xiêm Lá, là một cái giáo phái mà cho đến bây giờ số lượng tu sĩ của Tích Lan lớn nhất trong đất nước đó. Cho nên quý vị thấy là cái ảnh hưởng của Thái Lan không phải nhỏ. Đối với Campuchia thì cái hai giáo phái gọi là Mahanikay và Thammayut cũng thống trị đó. Miến Điện cũng có, quý vị thấy đó. Và bây giờ đây đương nhiên đối với Lào cũng vậy. Hai cái giáo phái này cũng có ảnh hưởng rất lớn. Vào dịp Tết Lào có một số tập tục vẫn còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay, như là tẻ nước, xây tháp cát, phóng sanh thú vật, cúng hoa, buộc chỉ cổ tay. Thì đó, có một số các cái tập tục thú vị rất là lạ, ví dụ như tẻ nước đó, hoặc là xây tháp cát. Cái phóng sanh á, đối với Việt Nam chúng ta thì kính thưa quý vị, rất là người ta thực hiện nhiều lúc, nhưng đặc biệt là vào cái dịp gì? Rằm tháng 7, đúng vậy. Rằm tháng 7 người ta phóng sanh rất là nhiều. Còn cái chuyện mà buộc chỉ cổ tay cũng rất là đối cái phong tục này. Rất là hay, rất là thú vị. Số 17 là Mahapuja. Magapuja được xem như là cái lễ cúng dường đó. Đó. Puja là cúng dường thưa quý vị. Thì cái lễ cúng dường này là ngày mà các tín đồ Phật tử tại gia tại Lào có cơ hội tạo phước. Và việc này thường được thực hiện với động cơ thăng hoa chính mình trong kiếp sống này. Các chư tăng lẫn tín đồ tại gia đều tổ chức đoàn diệu hành, thắp nến, tham dự thuyết pháp và cúng dường thức ăn cho chư tăng, cũng giống như là hành thiền định tụng kinh. Và đặc điểm cuối cùng số 18, 3 tháng an cư mùa mưa là thời điểm tốt và thuận lợi nhất để cho người nam vào chùa xuất gia làm tu sĩ trong thời gian ngắn trước khi họ lập gia đình. Đó là một số các cái đặc điểm mà thầy tạm thời coi như là liệt ra để cho quý vị biết. Thầy tin rằng là hy vọng quý vị khi đọc những cái điều này, ít nhất quý vị cũng thấy một vài cái đặc điểm nổi bật. Khi người ta họ hỏi rằng là ồ, nghe nói học về Phật giáo Lào rồi có cái chi hay không, thì quý vị nói giúp cho thầy vài điểm nghe.
để vật vạc giùm thầy đỡ khổ. Dạ. Thì đó, những cái đặc điểm này thầy hy vọng thầy muốn nhắc lưu nhắc tới, và sợ gì một cái bài thi thầy muốn quý vị viết đặc điểm này, cho dù quý vị học thuộc lòng đi nữa thì quý vị khi viết xuống thầy nghĩ quý vị cũng có thể là nhớ. Đều có cái là bước ra ngoài kia đừng quên nha. Nhiều khi vấp trúng cái gì quên mất. Cho nên quý vị cố gắng nhớ giúp thầy ít nhất một hai đặc điểm chính của nó, quý vị cũng cố gắng nhớ. Bởi vì mỗi đất nước nó có mỗi đặc điểm rất độc đáo mà chúng ta nên nhớ. Thì sau này khi người ta họ hỏi mình về cái Phật giáo đất nước này ấy, thì quý vị có thể trả lời một cách rất rõ ràng mà quý vị sẽ không ngần ngại chút nào. Và có như vậy người ta mới biết được rằng là vâng, quý vị đã từng học qua Phật giáo của đất nước Lào. Sắp tới thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho quý vị học về Phật giáo Mông Cổ. Thật sự ra thì cái môn này cũng là một cái môn mà thầy rất thích. Lý do là bởi vì cái đất nước Mông Cổ chúng ta đã biết rồi. Quân Nguyên Mông đã mấy lần đến xâm chiếm Việt Nam và bị đánh cho bay tơi bời rồi. Nhưng quân Nguyên Mông và người Mông Cổ lại có một cái niềm tin về tôn giáo rất mạnh liệt. Và ông hốt tất liệt. Mặc dầu lòng vì vua và nó kinh khủng lắm, nhưng ông cũng chính là cái người mà bảo hộ cho tôn giáo vĩ đại. Cho nên vì vậy mà chúng ta có được cái cơ hội, có được cái dịp để học về Phật giáo của đất nước này cũng là một điều tốt cho chúng ta. Rất mong quý vị sẽ có cái dịp để mà học thêm những cái giá trị như vậy. Và quý vị làm xong những cái này thì xin quý vị hoan hỷ gửi lại cho thầy. Để rồi thầy sẽ chấm sớm và sẽ trả lại cho tất cả quý liệt vị. Chắc có lẽ hôm nay chúng ta sẽ xin phép được dừng sớm. Quý vị về để nghỉ cho khỏe. Dạ, A Di Đà Phật.